Ấy người kìa. Bỏ. Nó chạy rồi, anh không chạy rồi. Chạy đâu rồi? Hai đứa. Vẫn chạy bệnh viện hết xong rồi, tôi hết xong rồi. Tôi bệnh viện rồi. Nó chạy ra đầu kia bệnh viện, đón đầu kia được, đón đầu boss được. Đấy nó đi. Táp thôi, bắn táp thôi. Ăn thích bỏ chạy à? Ăn thích bỏ chạy à? Đấy mẹ ơi. Tính không chạy cho mày. Xe quy hết, xe hết sắc rồi. Gì đấy? Gì đấy? Boss sao đấy? Boss không có xe. Có xe không? À xin lấy chụp xe okay. Đó đi mày. Làm việc có. Thì tôi còn no. Có điều sang không Toàn? Còn bình đó. Mark the location. Boss có người à? Mark the location. Người. Nhà bay. Không phải nhà bay. Người nằm trên đồi. Nằm trên đồi đấy ra đây. Đây là. Đấy. Ôi kia ông Toàn này. Quay lại bắn được đấy. Nếu đâu nhỉ? Tô xích kìa. Ra nhà tù nào. Nè. Bán nhậu hầm sao á? Nhà tù chẳng có gì đâu, ra hầm đi. Ra tính hầm. Đây bay biết. Xem mấy cái nhà nhỏ nhỏ đâu cái con đó. Không có luôn. Đi đâu? Để đi đâu được ở đây sao này? Tính trên đồi kìa. Đây. À đéo phải. Trên đồi. Đây đéo phải đây xe này xe bằng định. Đi ra tính đi. Đây ở đây luôn rồi. Đây là ai bắn nhau trong nhà này là ai? Ui giời một đống xe trong nhà này luôn. Chấm vàng. UAZ trong nhà đấy luôn nhá. Marked a location. Tôi thấy rồi, thấy nó chạy ra nhà đấy rồi. Kéo bắn được, không nhìn thấy gì. Ra chỗ boss đã. Để cho cái boss hiện này. Lấy lại cái đồ chấm vàng đi. Lấy lại đồ chấm vàng đi bạn ơi. Không anh em, từ từ anh em đứng đây đợi luôn, đi boss được. Đang có sương mù mà. Đi boss sấy được rồi. Sau một tí lấy đồ chấm vàng. Anh em 4 xe tập trung ra đây mà sấy này tỏa đây. Chạy ra cho tôi này. Bọn này nó đi boss, chuẩn bị đi boss này. Qua đây tập trung hết ra đây, sấy một phát là dụng hết cả 4 thằng này luôn này. Nhà vệ sinh mà. Cái đồ chấm vàng đấy, đồ chấm vàng cái này là đẹp luôn đấy. Nó đi này. Nghe tiếng xe này này. Nó đi lối kia. Đúng 3 rồi đó. Đúng 3 mẹ rồi đó. Xe cháy rồi này, xe cháy rồi này. 30 MK con. Ok. 3 thằng nữa hình như bắn vào mỗi thằng một viên nữa là 3 cái con. Từ từ, mình đang có bo đây, cứ từ từ. 3 nhà này. Để đảo ra cái góc cột đá này phát thế nào. Bo mình mà. Để tôi nhìn cái hòn đá này không có gì không? Nhà này chẳng nhìn đâu rồi. Chắc nhà bên kia là có rồi. Nhà chấm vàng kia chắc chắn là có rồi. Mark the location. Đằng sau à? Gì đấy? Sao có người nè? Sao có người à? Chết luôn rồi đúng không? Cụ loài này ở đâu ra chịu đấy? Để biết. Giờ có trình bác rồi. Lấy này đồ đi. Đá kia thì nó lại quay bố á. Nghe thằng bố. Đằng sau này chắc không còn người đâu. Bọn bên chấm vàng kia kìa. Nếu có gì tí anh em mình vòng lên chỗ này nhá, chấm vàng này, này. Lên cái chòi ấy. Mất bo thì anh em mình lên đây đấy. Trong dưới đường à? Mai tao. Dưới đường à? Không, không nghe. Bên đây nè. Watch out. Cái này nó ở trên cái chòi rồi. Nhưng mà trên chòi. Nếu đâm, nếu mà mất bo mà chòi về bo chòi là anh em mình đâm cả 4 xe vào chòi luôn nhé. Ý quanh quanh này này, mấy cái chỗ này nè. Watch out. Em mà địt mày bố nào lo dò nó bố vào cô. Toàn cầm ốp nhìn nè. Nhà bên phải này có người không? Nhà đuôi con này có người không? Đéo có người, đuôi con này. Bò này. Kiếm. Watch out. Này đi. Lốc 1 này. Lốc ở đâu? Nhà thằng bắn ca. Thế thôi vào đâm nhà Doraemon đi, đâm nhà Doraemon này đã. Doraemon này có xe này. Ok, nó chỉ có Kê cầu thang này. Kê cầu thang lắm. Bổ kê cầu thang rồi không ai lên cùng à. Đâm vào này. Bay ra rồi. Tôi trèo vào. Thôi rồi mình đang có bo mà cái từ từ ốp lên mà thôi. Còn đấy bọn này team 3, bọn này team 4. Có máy đây, mình có cả máy, máy trước máy sau hết đấy. Ui, móc ra kia phát ra nó bắt luôn này. Ai đâm à? Con một thôi à? Đâu à? Đấy luôn. Mark the location. Cố gạt. Chuyện ra đâu kịp. Nếu ai đẩy ra thế nó phải bua, mình cứ trong nhà là được rồi. Tám bạn gì?